Ngày 3 tháng 11, Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức vụ việc liên quan bài viết Hot Game Tân Hóa, chạy xe lôi chở hàng bị mấy anh thổi vào, năn nỉ không có tiền, khổ quá không được, nhảy kênh, lan truyền trên Facebook. Trước đó, trưa ngày 28 tháng 10, tổ công tác của Công an quận 11 gồm Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, tổ trưởng và Thượng úy Lê Châu Thanh Huy tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi tuần tra trên đường kênh Tân Hóa Lò Gốm, tổ công tác phát hiện xác định người đàn ông sinh năm 1966, ngụ quận 11, lái xe ba bánh vi phạm các lỗi như xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Sau đó, cảnh sát giao thông đã thông báo lỗi vi phạm cho người này. Trong lúc làm việc, người này xin bỏ qua nhưng cán bộ không chấp nhận. Ít phút sau, người này nhảy xuống kênh Tân Hóa để phản đối tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông. Lúc này, Thượng úy Lê Châu Thanh Huy cùng người dân dùng dây kéo ông này lên bờ. Sau đó, cán bộ đưa người vi phạm và xe về đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 11, lập biên bản vụ việc lấy lời khai. Qua xác minh, người đàn ông không có tiền án, không có tiền sự, không có bệnh lý về tâm thần. Được sự động viên của cán bộ và sự chứng kiến của vợ con, người đàn ông đã ổn định tinh thần và làm việc cùng tổ công tác. Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ xe ba bánh và hẹn ngày 1 tháng 11 đến trụ sở đơn vị để giải quyết. Khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 11, người đàn ông trên cùng vợ đã đến trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 11 để giải quyết việc vi phạm hành chính. Công an quận 11 thông tin, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã thực hiện đúng quy trình công tác xử lý vụ việc đúng quy định. Việc người vi phạm nhảy xuống kênh là vì xin bỏ qua lỗi vi phạm không được nên đã có hành động quá khích như trên.